có 3 điều mà bạn cần phải nghiêm túc ngồi lại với mình và hỏi mình rằng mục đích bạn đến với cuộc đời này để làm gì? Bạn sống, bạn đại diện cho cái điều gì khi bạn đến với cuộc sống này? Và bạn cả phải cảm thấy biết ơn khi chúng ta vẫn còn đang được thở một cái môi trường, một cái không khí hoàn toàn miễn phí. Có rất nhiều những người ngoài kia, họ đang thở bằng tiền, bằng rất nhiều tiền, bởi vì họ bị nhiễm, họ bị nhiễm Covid-19. Và nếu chúng ta cứ sống trong cái suy nghĩ tiêu cực, sống một suy nghĩ tiêu cực và không thoát ra khỏi nó, thì chúng ta cần phải xác định được ngay là cái mục tiêu của mình đến với cuộc đời này là gì. Và cái điều số 2 đó chính là cái mục tiêu của mình sẽ xuyên suốt và không thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi kế hoạch nhưng mục tiêu sẽ không thay đổi. Và hoàn cảnh dù có xấu hơn thì chúng ta vẫn phải kiên định, tấm lòng của mình vẫn phải kiên định. Thầy có nói về việc bình yên giả và bình yên thật. Khi chúng ta có một cái tấm lòng, khi chúng ta là vàng thì chúng ta sẽ là bình yên thật. Còn nếu chúng ta chỉ là mạ vàng thì khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta gặp lửa, chúng ta sẽ chảy, chúng ta sẽ tan chảy và để lộ ra cái lớp đồng, lớp sắt ở bên trong. Xác định được mục đích sống, mục tiêu hành động thì cái điều cuối cùng chúng ta cần đó chính là cái sự cam kết, đó chính là cái sự kiên định, cái sự nhất quán ở trong tấm lòng của mỗi con người. Và những cái con người này sẽ trở thành những con người truyền cảm hứng cho tất cả những người khác để họ trở nên thành công, họ trở nên hạnh phúc hơn. Có rất nhiều các ước mơ nhưng có rất ít người có thể đạt được cái giấc mơ của mình. Trên con đường của người thành công thì cần phải chiến đấu với chính bản thân mình, đó chính là cái đối thủ nặng cân nhất mà mình cần phải vượt qua. Và hãy kiên định, hãy ra quyết định đến cái điểm tận cùng để cảm nhận được cái mùi vị chiến thắng. Đó chính là cái kỹ năng sinh tồn. Chốt lại, Mika đến với cuộc đời này là để đem đến cơ hội, là người đồng hành, là người tri kỷ cho những nhà kinh doanh đang chuyển đổi số hóa, tìm kiếm, phát hiện ra long mạch và phát triển trí tuệ con người Việt Nam, nâng tầm đẳng cấp quốc tế trong ngành kinh doanh online. Mục tiêu là hướng đến chuyển đổi số hóa và nâng cao nhận thức của con người Việt Nam, đồng thời kiên định với đam mê của mình và là người truyền cảm hứng cho ngành kinh doanh online Việt Nam.